Chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way of Life với Linh. Mọi người theo dõi hành trình thì đã biết là Linh tới Ý. Và bây giờ thì Linh, gia đình Linh tạm biệt thành phố Sorrento. Tụi Linh bắt đầu tiến vào thành La Mã. Mọi người hãy, cả nhà mình hãy tiếp tục cuộc hành trình cùng với Linh để xem Linh khám phá nước Ý ở cái lăng kính của Linh như thế nào nhé. Và nếu cả nhà yêu thích kênh của Linh thì hãy làm ơn like, share, subscribe cho Linh để Linh có thêm nhiều động lực làm clip chia sẻ với mọi người nữa nhé. Hồi nãy Linh nhìn xa xa thì mình còn không có dám khẳng định là cái núi Trọng, nhưng mà đến đây thì mình mới thấy là cái núi hoàn toàn trọng luôn cả nhà. Dại mọc thấp thôi chứ không có cây xanh. Mấy cái núi trẻ ở dưới thì có cây xanh nhưng mà cũng thấp nhỏ chứ không phải là rừng, còn ở trên đây là hoàn toàn trồng luôn. Mấy cái nhà ở cao cao sao chịu nổi ta, nóng thấy mồ luôn. Nãy giờ trên đường đi á thì Linh thấy là cái thành phố này nó có kiến trúc khác với lại những cái thành phố mà mình vừa đi qua nha cả nhà. Thì Linh không biết là cái lịch sử của cái khu vực này nó như thế nào. Tuy nhiên khi mà Linh chạy qua đây á thì Linh thấy nhà cửa hiện đại hơn, thấp hơn, và cái không khí của nó đó cũng có vẻ là nóng hơn nữa. Anh xã Linh nói cái khu vực này có biển, thì Linh không biết là cái biển có giống như mấy cái biển mình đã đi hay không. Tại vì nếu mọi người coi trên Google hoặc là trên cái map của Ý thì bãi biển của nó rất là nhiều, nhưng mà mình không biết là cái bãi biển của nó có đúng theo cái sở thích của mình hay không nha cả nhà. Và xem bên San Kha Sant Khaata. Nãy xoay xoay về. Xoay về cái phố. Mình đang ở thành phố nào mình chưa biết luôn. Mình thấy nó đẹp Khaita. Quá. Khaita. Nên lấy máy ra quay cho mọi người xem. Đang đi tìm bãi biển và cái chỗ mà để mình sạc điện đó cả nhà. Công nhân đang tỉa cây xanh. Ở Ý thì nhà họ sơn đủ màu sắc hết, mình nhìn không có nhàm chán hả. Rồi lần này tiếc quá Linh không có đi Venice, nếu không thì sẽ quay cảnh ra đó cho mọi người xem. Tại vì Linh nói như vậy á, tại vì nhà ở Venice nó cũng có nhiều màu sắc giống như mấy cái căn nhà ở khu vực này nè. Tìm đường ra biển. Mọi người có biết Linh đeo khẩu trang không? Không phải là tại Linh sợ corona đâu,
mà sợ cái nắng đó cả nhà. Mọi người thấy mặt Linh mấy hôm nay là nó đen thui, nó thủi rồi. Đen á thì mình cũng không sợ lắm, mà mình sợ nó nở lộ lên, lỗ chân lông nó bị to đó. Với lại sợ bị sạm da thôi, cho nên Linh phải đeo khẩu trang thôi. Bây giờ sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người cái bãi biển mới gần Rome nha, gần thành La Mã. Mình phải công nhận là cái người Ý họ đẹp thực sự luôn á cả nhà. Cái làn da của họ ngăm ngăm và người họ rất là khỏe khoắn. Những người lớn tuổi thì mình không có nói, nhưng mà người ta đương nhiên là người ta đẹp theo cái kiểu tuổi của người ta. Nhưng mà mấy cô gái trẻ và mấy cái chàng trai trẻ trẻ thì họ thực sự rất là xinh đẹp. Nhìn là mình thấy cái vẻ vừa ngầu ngầu vừa lãng mạn. Hôm nay biển ở đây nhiều sóng quá, nhưng mà nước thì ấm áp, dễ chịu lắm. Mấy trẻ con lên chơi dễ thương không? Ở gần biển làm sao mà da trắng được hả cả nhà hả? Miễn là khỏe, khoắn và thân hình đẹp là hấp dẫn rồi. Ây da, cái nón của Linh. Trời ơi, cái nón của tôi, bảo bối của tôi trong nắng đó, trong gì đâu mà cũng đen thui thôi. Gần cái dãy núi đó cũng dễ thương lắm, không phải dễ thương, cái cảnh nó cũng đẹp và hoang dã lắm. Nhưng mà mình đi tới đó thì không được, tại vì cái sóng đó, nó văng rất là cao. Hồi nãy anh xã Linh có quay phim bằng một cái máy quay dưới nước, nhưng mà tại vì nắng chói chang quá nên không biết là có thu được hình của mình không, và có thu được cái hình mà mình mong muốn không nha cả nhà. Ở đây coi nè, cha thì rất là biết chăm sóc con, ở châu Âu là vậy nha cả nhà. Đàn ông nó chăm sóc con cái giỏi lắm. Nói thiệt luôn là anh xã của Linh, anh chăm sóc con giỏi hơn Linh nữa. Mình chăm sóc cái kiểu hơi bao bọc một tí, con nó nhõng nhẽo một tí, nhưng mà còn anh xã thì anh chăm sóc nó mạnh mẽ hơn. Dám chơi những cái trò nguy hiểm, không phải không, dám chơi những cái trò cảm giác mạnh chứ không phải là nguy hiểm. Nguy hiểm thì làm sao mà cho con chơi được. Sóng biển này nè, nó đưa vào nhiều chứ nó không có rút ra mạnh, cho nên mình cũng đỡ sợ. Mình sợ nhất là cái sóng biển mà nó đưa vào xong rồi nó rút ra thật là mạnh, nó cái đó là mới nguy hiểm. Nhưng cái sóng biển này nãy giờ Linh chơi, Linh thấy là nó đập vào rất là mạnh, nhưng mà nó rút ra thì nhẹ nhàng. Đây là bãi cá nhân, mình vào đây ngồi thì mình phải trả tiền. Cái bãi này thì mình biết giá là cái bãi màu xanh á, là 25 đồng, còn cái bãi ở dưới mà dưới cái bãi màu xanh nữa là 30. Thôi bây giờ mình quay về chứ không phải mai giữ đồ thì lang thang quay cho cả nhà xem, xong rồi mất đồ nó mất công lắm. Ở trên đó có một cái ngôi nhà. Cho nước sông.
thấy không, sóng nó đập vào như vậy nhưng mà nó không có rút ra quá nhanh, nó đưa vào thôi. Ở vùng biển á chắc Linh sáng đi tắm, chiều đi tắm, tối đi tắm luôn á. Con Linh nó làm cát này nè. Mọi người xem á, nó làm cái này cũng hay á. Một cái đống cát khô. Xong nó đào một cái, nó làm thành một cái ngọn núi nhỏ và nó đổ nước vào như vậy. Rồi sau đó nó đem cái cát ra. À, mọi người thấy không, thấy không, thấy không? Ô, được cái tô rồi kìa, thấy thương không? Và đây là những tác phẩm của nó đã làm. Yeah. Tắm biển xong rồi, bây giờ tụi Linh đi kiếm đồ để tụi Linh ăn. Thì nhà Linh nó, Linh thích chỉ có một mình Linh ăn hải sản thôi. Còn con Linh không có thích ăn hải sản và rau cải. Cho nên thịt nó cũng không ăn nữa. Cho nên bây giờ mình phải tìm cái quán nào để phù hợp cho cả nhà ăn đây. Linh thấy ở đây có rất nhiều cái quầy hàng bán đồ lưu niệm, nhưng mà họ chưa có mở cửa. Có một số quầy thì họ mở cửa rồi, nhưng mà vắng khách quá cho nên Linh không có dám đứng lại Linh quay. Tại vì khi mà Linh quay á, thì họ sẽ nhìn mình, mà mình không mua, mình chỉ quay không á, thì rất là ngại luôn. Khi các bạn đến những cái xứ sở như là Ý, Hy Lạp thì Linh chưa đi, nhưng mà Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha, những cái nước mà ở châu Âu nhưng mà nó vẫn rất là nóng á cả nhà, thì buổi trưa họ không có mở cửa đâu nha. Họ đóng cửa, họ nghỉ trưa. Nghỉ hả, Linh cảm giác nghỉ còn lâu hơn bên Việt Nam mình nữa đó. Rất là khó mua đồ vào cái buổi trưa, khoảng 5 giờ chiều thì hình như họ mới bắt đầu cái ngày của họ vào buổi chiều đó cả nhà. Cho nên khi mình đi đến mấy nơi này thì mình chú ý nhé. Mình nó chán ghê luôn. Tại vì cái máy chính của mình hay sử dụng để mà quay á thì nó hết pin rồi. Đi cái kiểu này thì pin nào mà nó chịu cho nổi. Với lại nó cũng hết cái dung lượng rồi. Thì mình mới sử dụng một cái máy phone phụ của mình để mình quay. Thì nó rung quá cả nhà hả? Xin lỗi cả nhà nha. Thông cảm cho Linh. Lần sau Linh sẽ chuẩn bị tốt hơn. Thank you.
Mau thấy, mau thấy. Bãi biển chỗ này á, thì Linh thấy là hình như không phải là bãi tắm. Nó có cái bờ kè, thì mình ở bên đây mình đi qua thôi, chứ mình cũng chưa đi qua phía bên kia. Nhưng mà Linh thấy dưới cái ánh hoàng hôn á cả nhà, thì thành phố này đẹp quá. Giống như là trong cái chuyện mà ở một đêm á, mình đọc á, thì nó giống như hiện cái những cái tòa lâu đài hiện ra dưới ánh hoàng hôn. Thật sự rất là đẹp. Cả nhà ơi, thật sự là ở bên Ý nó đẹp quá đi. Mọi người nhìn thấy cảnh hoàng hôn bên này không? Tụi Linh đi xe và tụi Linh đi tìm cái quán ăn á, thì chưa thấy, cho nên đi vòng vòng và thấy cái cảnh hoàng hôn này đẹp quá. Cho nên phải dừng lại chỗ này và quay phim cho mọi người xem. Chứ nếu không thì thật là sự là tiếc lắm luôn. Linh mê quá trời mê rồi. Cái người mà mê biển rồi mê đồ ăn biển giống như Linh á, thì thật sự là muốn ở đây luôn á. Nhìn xuống thì có cá, thức ăn thì vừa ngon vừa rẻ, thì làm sao mà không thích ở đây được. Wow, bên đó có hào kìa, nó bám vào đầy luôn á cả nhà. Để quay đi cho mọi người xem. Đó, một đống hào luôn á cả nhà. Không phải con hào, con vọt, con vọt gì á bên mình kêu, con vọt xanh, con vẹm xanh gì đó cả nhà. Đẹp quá, đẹp ơi là đẹp. Dạ. Yeah. Yeah. Okay. Oh, due margherita? Oh, no, scusi. Uno. Tụi mình không phải được giới thiệu mà coi trên cái TripAdvisor thì nó chỉ là cái tiệm ăn này. Tụi mình nghĩ là cái nhà hàng, ai ngờ là cái quán ăn nhỏ thôi. Và họ có bán rất nhiều loại pizza. Bây giờ tụi mình đi một đoạn rồi, giờ không biết làm sao, giờ thôi thì cứ mua ăn thử đi rồi để lần khác mình ăn cái món ngon khác. Pizza này có nhiều nhân lắm cả nhà. Nó giống như là cơm của mình vậy ha cả nhà ha. Pizza có nhân này nhân kia. Bây giờ thì tụi Linh ăn đây. Cho mọi người ngắm đường phố cái khúc này một tí. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Hẹn gặp lại mọi người lần sau nhé. Nếu mọi người thích clip của Linh thì làm ơn hãy share, like, subscribe và comment ở dưới động viên Linh để Linh làm nhiều clip cho mọi người xem nữa nha. Cảm ơn cả nhà nhiều.